Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình là Ti Cận Vệ. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip món ăn rất là lạ mà hồi tối mình mới suy nghĩ ra được các bạn. Đây, ở đây mình có chuẩn bị một em ớt siêu dễ thương và một trái khóm. Thì các bạn biết là hôm nay mình sẽ làm món gì đúng không? Đó là mình sẽ khoét trái khóm ra, bỏ em ớt vô và đem đi nướng nó để xem là khi mà mình nướng em ớt trong trái khóm á, ăn nó có ngon không nha các bạn. Không chần chờ nữa, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Đầu tiên mình sẽ cắt trái khóm ra. Ủa, trái khóm khá là ngon các bạn. Người ta còn thường gọi là trái dứa. Đó, trái dứa. Giờ mình sẽ khoét cái lỗ bên trong này để đặt con ếch vô. Wow, trái khóm này nó vàng nhìn ngon quá à. Trái khóm mình cũng đã khoét xong. Cái lỗ này cũng vừa chú ếch rồi. Đây, mình cũng đã làm ếch xong rồi. Tiếp theo mình ướp một ít sa tế cho con ếch nó thơm nha. Rồi, em ếch này cũng khá là mập các bạn. Nhìn cái đùi kìa, đã không? Ướp sa tế nó thơm lắm các bạn. Không biết là kết hợp với mùi khóm thì nó sẽ như thế nào đây. Mình sẽ bỏ vô trái khóm. Rồi, giờ mình sẽ lấp đầy ba cái thịt khóm lại. Rồi, cuối cùng mình sẽ đẩy cái nắp khóm lại. Đây, để mình gắp lại coi nó bề nào. Mình sẽ kết nối nó lại bằng những cây tăm. Đó, ghim vô. Rồi xong, bây giờ chúng ta sẽ đem đi nướng thôi. Giờ mình sẽ chắc củi. Mình cho một ít dầu lửa nhúng cho nó mau cháy nha các bạn. Giờ mình sẽ bắt đầu nổ lửa thôi. Ôi cháy rồi, cháy lớn rồi các bạn ơi. Ngon 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 ngon. Cháy lẹ đi, cháy lẹ đi. Lửa cháy rồi các bạn ơi. Chỉ còn lại là chúng ta sẽ chờ đợi thôi. Mình đang nướng trái khóm. Ủa không, nướng con ếch. À không, phải nói là nướng con ếch trong trái khóm. Đó, vậy mới đúng bài. Đợi xíu nghe các bạn, sắp có một món ăn lạ lạ để ăn rồi. Mình nghĩ nó sẽ ngon lắm đây. Ôi than tàn rồi các bạn ơi. Các bạn nhìn xem, trái khóm từ một trái rất là tươi, rất là đẹp, giấc này nó đen thui như cục than rồi. Mình mong là bên trong nó không khét, mà mình cũng mong là bên trong nó sẽ chín, để mình ăn thử coi mùi vị nó ra sao cho các bạn xem. Đó, ôi, coi cái đít của nó kìa, đen thui luôn. Giờ mình sẽ lấy ra để xem kết quả như thế nào nha. Nhắc cái nồi ra thôi. Ui, nóng quá các bạn ơi. Ui, 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 ui. Ui, ui, khóm nó bị mốp luôn nè, đi thôi. Thơm quá các bạn. Vẫn còn nguyên dạng hình trái khóm nha. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu xem kết quả nè. Đây, mình chuẩn bị một chai tương ớt nè. Có gì mình chấm cái dĩa để đựng ớt. Rồi, giờ mình mở nắp ra thôi. Sao đây, làm sao để mở ra đây. Ôi các bạn nhìn xem, rất là mềm luôn. Mình nghĩ ở bên trong nó sẽ chín rồi. Làm sao để lấy ra đây các bạn. Chắc mình dở lên luôn. Đây đây, hiểu rồi. Đó. Ôi ôi, các bạn coi khói kìa. Đây. Đó, các bạn nhìn kìa. Ui ui. Ê. Ôi, các bạn thấy khói bay ra không? Cùi nè các bạn. Đó. Trước mắt là mình thấy rất là thơm. Đây, các bạn nhìn xem. Ôi ôi, khói nghi ngút luôn. Đó. Chắc con ếch nó cũng sẽ chín rồi. Trời ơi, con ếch nè. Chín rồi các bạn. Chín rồi, chín rồi, chín rồi. Đây, còn nguyên vẹn y gan nãy luôn. Khói quá chừng khói. Giờ mình sẽ gấp ra. Nó chín đến nỗi mà nó xuất ra luôn nè. Đó. Đây. Ôi ôi, nó dính đây luôn rồi.
nó chín mà nó mềm thịt ra luôn các bạn. Đây, ở đây nữa, nó chín mà gọi là chín ghiệu luôn rồi đó. Rồi, con ếch của mình bây giờ nó ghiệu ra luôn rồi nè các bạn thấy không? Các bạn nhìn đi, hả, ghiệu ra trơn luôn. Vậy là nó chín dữ lắm, chín rồi. Bây giờ mình sẽ cho một ít tương ớt vô đây để mình chấm. Rồi, mình ướp sa tế mà mình mở ra không nghe mùi sa tế mà chỉ nghe mùi khóm thôi, độc thiệt luôn á. Đây là cái đùi, cái đùi thì còn nguyên nè. Đây một cái đùi nhỏ, chấm cái coi. Mời các bạn nha. Giờ mình sang thử nha bạn. Chấm tương ớt có vẻ ngon á. Khoan, để mình ăn riêng cái đã. Khoan hả chấm, nãy mình quên. Để ăn riêng thôi, ăn cái đùi coi. Để coi mùi vị nó làm sao, nguyên chắc nó làm sao. Hơi cay nhẹ, cái thịt khá là dai luôn. Mặc dù là chín ghiệu rồi nhưng mà cái thịt nó vẫn còn dai nha. Mùi thơm của khóm rất là dễ chịu chứ nó không có gắt. Nhưng mà mình thấy ăn cho chấm với tương ớt ngon hơn tay. Ăn không vậy thì nó chỉ có mùi thơm của khóm thôi. Chấm tương ớt là ăn bao ngon. Cái món này hơi lạ lạ nhưng nó cũng quen quen. Mình ăn cái thịt ếch mà nướng trong với khóm này á, mình có cái cảm giác như là nó là cái món ếch hấp vậy. Nhưng mà nó rất là thơm. Nó giống cái mùi vị của cái món mà thịt heo mà xào khóm á. Nhưng mà ếch nó ngon hơn là thịt heo. Tại vì ếch nó dai hơn nè. Mà cái mùi của ếch quyện với cái khóm á, nó không có tanh mà nó cảm giác nó tinh túy sao á, thơm mà thanh thanh sao á, đã lắm. Không có ngọt gắt nha các bạn. Mà cũng không có chua, không gì hết. Nó chỉ có mùi thơm thôi, đặc trưng là mùi thơm. Mà mình chấm với tương ớt nữa, trời ơi, hết sảy hết sảy. Được, được, món này lạ nhưng mà ngon. Được. Chấm tương ớt nữa, nó ngọt ngọt, the the, cay cay, đã. Ăn thêm miếng nữa coi, mình ăn cái đùi rồi. Đã không các bạn? Món này tuy lạ nhưng mà cũng ngon. Mà nó cũng quen thuộc nữa, cảm giác như là thịt heo xào khóm thôi nhưng mà nó ngon hơn thịt heo xào khóm. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc. Các bạn thấy ý tưởng của mình hay, hãy để lại cho mình một like, một lượt đăng ký để ủng hộ mình ra những video hay hơn, thú vị hơn cho các bạn xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.